tẩy sơn, tẩy hết lớp sơn cũ của nó đi rồi. Giờ mình sẽ dùng giáp 400 mình mài đi nhé. Mình đã bịt kín lại những cái phần không cần sơn bằng băng dính giấy rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng sơn lót UCH2 một công này. Đó, sơn lót này 1K. Ok, mình sẽ sử dụng đến băng dính. Mình sẽ sử dụng đến rẻ dính để lau sạch những cái bề mặt mình sơn này. Anh em lắc đều sơn lên cho mình khoảng tầm 2 đến 3 phút để cho đều sơn bên trong nhé. Ok, mình đã chờ cho nó khô khô rồi thì bây giờ mình sẽ sơn lớp thứ hai này. Ok, thì lớp lót của mình đã khô rồi này. Thì bây giờ mình sẽ sơn lớp nền lên nhé. Thì lớp nền mình sẽ sử dụng đến sơn ATM này. Mã số là 200 này, màu trắng nhé. Rồi, lớp sơn nền của mình đã khô rồi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng đến sơn phản quang này. Sơn màu xanh hoa chuối đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ sơn lên nhé. Rồi mình chỉ sơn lớp mỏng nữa thôi. Tí lúc nữa mình sẽ sơn lớp thứ hai. Ok, sơn màu của mình đã khô rồi này. Khá đẹp. Đó, các bạn nhìn thấy chó không? Đấy. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ sơn bóng 1K lên nhé. Đó. Em nên sử dụng sơn nhiều lớp vào thì nó sẽ độ bền nó sẽ cao hơn.
chứ không nhất thiết phải sơn một đến một hoặc hai lớp đâu. Anh em sơn 3 hoặc 4 lớp cũng được. Ok, giờ mình sẽ sơn lớp bóng thứ hai này. Ok, đây là thành quả của mình. Thì cái logo Bramble ấy thì anh em sử dụng đến đề can dán lên đó nhé. Mình ra hiệu in ấy, in đề can ấy, các đề can ấy người ta cắt cho mình để mình dán lên thôi. Flow like water, so I'm going mainstream.